Cho nên nhiếp thọ chúng sanh Nhiếp thọ chúng sanh phải dùng đức hạnh Thêm vào đó là lợi ích chân thật Chịu khổ thay chúng sanh Điều này rất quan trọng Có thành công chăng mấu chốt ở câu này Mặc dù chúng ta giàu có nhưng khiến mức độ cuộc sống hạ thấp phải thường giúp người khác đế vương ngày xưa đây là nói thời thượng cổ thời nghiêu thuấn vũ thang sinh hoạt vật chất của họ rất đơn giản Toàn tâm toàn lực phục vụ cho nhân dân Họ đã làm được Không phải bản thân họ không thể hưởng thụ Mà họ chịu khổ thay chúng sanh Quý vị thấy Phạm Trọng Im Thu nhập của ông rất nhiều Vì sao bản thân ông không hưởng thụ Nuôi hơn 300 gia đình Không phải là chịu khổ thay chúng sanh ư Bản thân mình giảm thiểu tối đa nếu quý vị đã đọc Liễu Phạm Tứ Huấn Thì Liễu Phạm Tứ Huấn là nói về ông Liễu Phạm Làm tri huyện bảo đệ Điều vị rất cao Bảo đệ do Hoàng đế trực tiếp quản lý Đãi ngộ rất lớn Ông đều đem bố thí cho nhà bận cùng Cuộc sống của mình đều rất tiết kiệm gia đình có bông tơ mùa đông phu nhân đem bông tơ bán đi ông cảm thấy rất kỳ lạ vì sao không dùng bông tơ làm áo bông cho con giờ ông nói bông tơ đắt hơn bông giải rất nhiều bán đi có thể may mấy bộ áo bông các con cũng có cũng có thể giúp người bần cùng đây là chịu khổ thay chúng sanh những gì mình có đều đem ra giúp người không cần tích trữ của cải tích trữ đó là chết của cải đó dùng hợp lý là sống càng bố thí càng nhiều càng nhiều càng bố thí không được tích lũy rất nhiều người cần nó người khốn khổ cũng rất nhiều